ngày không quên review tập 31, Thư dẫn Huệ đến tận nơi để dằn mặt cô Vi. Quý vị khán thính giả thân mến, trong tập 31 của Những Ngày Không Quên, nghe theo lời em gái, Huệ đã cùng Thư đến tận nơi để dằn mặt cô Vi. Tưởng rằng cô Vi sẽ run rẩy, sợ hãi khi Huệ biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng cô ta lại hết sức bình tĩnh và còn trêu chẽn đến mức vênh váo thách thức Huệ. Thấy cô ta vênh váo, Thư hỏi, cô có vẻ quá quen với việc đối mặt với vợ của người khác rồi nhỉ? Trông bình thản lắm. Vì vênh váo cành kiệu, tôi không có nhiều thời gian đâu. Muốn nói gì thì vào thẳng vấn đề đi. Huệ cũng không ngần ngại gì vào thẳng vấn đề luôn. Tôi đã muốn để cho anh Quốc tự giải quyết việc này, nhưng cô lại cố tình đi quá giới hạn, ép tôi phải ra mặt. Chính là cô đã tự cắt đi đường lui của mình rồi. Tưởng rằng khi nghe Huệ nói những lời này thì cô ta phải bối rối lo lắng, thế nhưng cô ta lại vênh váo nói rằng tôi việc gì phải lui. Sự chờ chẽn của cô Vi khiến cho cả hai chị em Huệ và Thư quá bất ngờ. Ở một diễn biến khác thì bà Dung tiếp tục đến gặp bà Hòa để nói chuyện về Uyên và Khoa. Vẫn bài cũ, bà Dung vẫn tiếp tục bơm đểu để bà Hòa phải ghét bỏ Uyên. Các cụ ngày xưa đã có câu rồi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mình phải dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, chứ mai sau chị lấy nó về làm con dâu nhà chị, xong nó ngồi lên đầu lên cổ chị à? Úi giời ơi này, cái bọn nó biết chữ ấy mà. Nó học giỏi như thế nó ghê gớm lắm ấy. Còn Khoa, sau khi cùng Uyên nói lời chia tay, Khoa đã tìm đến Cần để chút bầu tâm sự. Hai cậu bạn thân đã bộc bạch những tâm sự cho nhau, cho rằng cả hai đều bị chị em nhà Uyên và Đào khinh thường. Mặc dù Uyên không nói gì, nhưng lời chia tay với Khoa chứng tỏ rằng Uyên cũng đã không coi trọng Khoa. Còn Cân, những lời Đào nói trước đó Cân đã từng nghe, rồi đến khi nghe Đào nói những lời lẽ về Khoa chỉ là một thằng bán gà, lông bông, suốt ngày chở lồng gà chạy khắp làng. Cũng giống như Cân, chỉ là một thằng trồng cây và chuyên ship cà phê. Trong lúc Khoa và Cân đang nói chuyện về việc bị chị em Đào coi khinh, thì Đào đứng ở đằng xa đã nghe được toàn bộ câu chuyện này, có chút ái ngại. Không biết sau lần này Đào có thay đổi được tính cách, chê ẩm chê eo người khác hay không, trong khi trong lòng đã thực sự có tình cảm với Cân. Nhưng miệng nói mà đầu chẳng nghĩ. Nội dung tiếp theo của bộ phim sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Những Ngày Không Quên, được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 để được biết rõ hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.